ăn hoài. Mẹ hoài. Thu, mày sao vậy Thu? Sáng giờ có ủ rũ hoài vậy? Thôi mà, có gì nói tao nghe đi. Tao không giải quyết được cho mày á thì cũng cho mày lời khuyên mà. Không lẽ cứ buồn như vậy hoài? Nói ra đi cho nhẹ lòng nha. Anh sợ. Anh nói tao quên anh đi đó. Tại sao? Tao cũng không biết sao nữa. Anh chỉ nói là tao quên anh đi. Anh không yêu tao. Anh nói tất cả chỉ là sự ngộ nhận tình cảm thôi. Anh còn nói nhiều nữa. Thôi mà, mày đừng có khóc nữa. Mày khóc như vậy cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bây giờ mày phải tìm ảnh hỏi cho rõ. Chứ tự nhiên đòi chia tay làm sao? Tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ tao phải làm sao đây hả Bình? Bây giờ trước hết là mày đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tập trung làm đề án thực tập đi. Những chuyện còn lại sẽ có cách giải quyết mà. Nhưng mà chuyện của anh Sơn khiến tao không thể nào tập trung cho chuyện gì khác được nữa hết. Tao biết. Tao biết là mày thương và quan tâm anh Sơn nhiều lắm. Nhưng mà tao nghĩ là anh Sơn sẽ có lý do, hoặc là một vấn đề gì đó không thể nói cho mày nghe được. Mình nè. Hả? Mày quan điểm như thế nào về tình yêu? Thì yêu là yêu. Yêu là phải có cảm xúc. Nhiều lần tao cũng tự hỏi bản thân mình, tao có cảm xúc với anh Sơn hay không. Tao chắc chắn với mày một điều là tao yêu anh Sơn. Hơi thở của ảnh ấm áp lắm. Bàn tay của ảnh thật chắc chắn. Mỗi lần ảnh nắm tay tao như vậy nè. Yêu á là hy sinh cho nhau và đều mong muốn cho người yêu mình được hạnh phúc. Thì tao cũng mong ảnh lúc nào cũng được hạnh phúc mà. Và tao lúc nào cũng sẵn sàng đấu tranh với ba má của tao để được yêu ảnh, chia sẻ quan tâm ảnh. Nhưng mà tại sao, tại sao lúc nào anh cũng né tránh tao như vậy chứ? Tình yêu suy cho cùng là cho đi và không nhận lại. Tao không cần tất cả chuyện gì hết. Tao chỉ cần nhận lại tình cảm của ảnh thôi, mày biết không? Nhưng ảnh đang cho mày một cuộc sống yên bình và tự do đúng không? Ảnh đau khổ khi mày đau khổ, và ảnh nói là ảnh không yên tâm khi mày đi cùng ảnh. Mày đang nói gì vậy? Chưa chắc là mày yêu ảnh bằng ảnh yêu mày đâu. Bình à, mày đang nói gì vậy? Thật sự tao không hiểu gì hết á. Với tao, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Một nụ cười bỗng tan thành nước mắt. Một hạnh phúc bỗng hóa thành đau thương. Một tình yêu bỗng bay trong phút chốc. Có một người lặng lẽ khóc vì ai. Thôi mày đừng có đọc nữa. Tao đang như vậy rồi mà mày còn đọc thơ thiệt là buồn nữa là sao? Thôi mà.